Và Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Đến với cuốn video này, chúng tôi chia sẻ duy nhất một tác phẩm là một xanh bám đá rất đặc biệt tại thị xã Hoa, hợp tác xã Hoa cây cảnh Thăng Long này. Đây, rượu anh em đây là cái xanh Nam Điền nhé. Khi tôi đến đây thì canh vừa mới lên chặn bông tán, cho nên lá vẫn còn đầy đến gốc cây. Cây xanh Nam Điền, cột bám đá rất là đẹp. Cổ cái này được 33, là có cái banh chú cổ 100 này bác này. Banh chú cổ 100. Vâng. Tàn bay từ cây này từ điểm đầu đến điểm cuối này khoảng 3,5 m này. Đây một trong những cây xanh của nó là rất đẹp này. Làm rộng là 3,5 m này. Vâng, cây này có không gian lớn, trời rất sướng ấy. Một vế là gốc cây bệ rễ, một vế là một viên đá thấm thủy. 2,5 m này, từ mặt chậu lên này. Viên đá thấm thủy liền khối nha các bác nhìn. Đây cây này mà đặt trước cơ quan này, nó khắc chữ chữ này, biểu tượng của công ty. Này. Ừ. Nam Mai công ty thì là tập đoàn Hương Sắc, tạp chí Hương Sắc Đỗ Sinh. Tôi đang xây tòa nhà công ty ở dưới Thái Hà, Hà Nội, nhưng mà không thể có diện tích nào để cái này được rồi. Chả nhẽ đưa lên mái của tầng 10. Dạ. Bác Sinh còn nhớ cái cây trước mà bác đăng cái mộc thạch tương sinh đấy không? Mộc thạch tương sinh, đi vào Sài Gòn rồi còn gì nữa? Tây Ninh. À, vào Tây Ninh à? Campuchia. Vâng, dòng cây chuyển sang Campuchia. Đấy, tôi trèo lên để nhìn cái bệ cho các bác xem kỹ. Màu vàng pha lẫn với cái màu viên đá này. Khủng khiếp nha. Kinh không? Được đi. Tay phóng hồi chuẩn ạ. Quả phúc thì chấm hết rồi, cùng phóng lại. Cái này là những cái ít nghệ nhân làm được lắm. Tạp chí Hương Sắc Đỗ Sinh lưu lại này mà. Vâng, khi tôi làm xong căn nhà ở dưới phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội thì nơi đó sẽ là tụ điểm của giao lưu bonsai nghệ thuật, những cây để bản với hợp tác của các anh tàu Viễn Dương khu vực Singapore và Đài Loan sẽ sang tham quan và mua. Nói đúng là để giao lưu với các anh. Mỗi tháng chúng tôi sẽ tụ tập lại khoảng 50 cây theo yêu cầu của các anh. Những cây mà chỉ có nặng từ 5 đến 7 kg thôi, không được hơn. Này đến xa là bác phóng rồi. Rồi, để tôi lấy ống kính từ xa tôi đưa hết. Bây giờ tôi đang cận cảnh từ các cái tay chi. Cây này nó đẹp và nó nhiều tiền, quay chi tiết. Nào anh Hiệp đứng quay đây cái. Rồi chụp nhá. Xong rồi. Vâng, đó là hình ảnh toàn bộ của một cây xanh mà các anh vừa mới chặn lá xong. Cây xanh Nam Điền với khẩu độ một bên là bệ rễ, một bên là một viên đá thấm thủy liền khối. Nhìn rất là dữ dội. Anh nhìn thấy một quả phúc to. Đây, bác đứng xa này. Nhưng mà vẫn phải trèo lên để chặn đi chứ. Chặn những cái nó tốt hơn cả, nó lất phất. Để cho nó bằng một tí. Vâng, quả phúc thì to thì tức là phúc lớn đấy. Cầu được phúc lớn. Này giao lưu với các bác nào có duyên thì giao lưu các bác là 550. Báo giá là 550 triệu. Vâng. Số điện thoại để chúng ta giao dịch nhá, anh Trần Hiệp. 03 999 03 128. Cây xanh Nam Điền ém bên cạnh một viên đá rất to và lớn, viên đá thấm thủy.
đã trọn vẹn. Tôi gửi đến hình ảnh có một tác phẩm trong cuốn video này thôi để anh em chúng ta thưởng lãm. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Vâng, xin chào anh Trần Hiệp nhé. Xin chào bà con và rất mong chia tay với anh ngày hôm nay mùng 1 tháng 2 âm lịch, tôi về làm chương trình tại Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Với hơn chục cuốn video tôi sẽ phát liên tục trong một tuần. Cảm ơn bà con và rất mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ giúp đỡ của bà con. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.